Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba, ngày 13 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Cạn khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ hai. Các đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Thu Trang, Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì kỳ họp. Trong kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 tiến hành xem xét nhiều nội dung quan trọng. Ngoài báo cáo bổ sung điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét về việc ra nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư với nhiều dự án thuộc các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, thông tin, truyền thông, xây dựng đường giao thông nội thị và hạ tầng trung tâm các huyện, thành phố. Đây đều là các dự án có tác động trực tiếp và sâu sắc đến sự phát triển của các địa phương cũng như đời sống người dân. Đây là các dự án rất quan trọng, có ý nghĩa đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của giai đoạn 2021-2025 là cũng là điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 đã đề ra. Để đảm bảo cái chất lượng của kỳ họp và các cái nội dung được thông qua tại kỳ họp, đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân, các vị đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu, phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp. Sau phiên khai mạc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại hội trường, nghe dự thảo báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 25 dự thảo tờ trình chuyên đề, nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh với các tờ trình trên. Buổi chiều, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục chương trình làm việc thảo luận tại tổ về các tờ trình, dự thảo, nghị quyết. Đối với các tờ trình dự thảo về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đường giao thông, đa số các đại biểu cho rằng đây đều là các dự án cần thiết, ưu tiên đầu tư để tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội, có quy mô, cơ cấu nguồn vốn, khả năng bố trí vốn và tiến độ triển khai phù hợp. Tuy nhiên, cần lưu ý đến các yếu tố tác động môi trường trong quá trình thực hiện, đặc biệt là với những nơi có rừng đặc dụng. Đối với tờ trình dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, nhiều đại biểu vẫn còn băn khoăn về tính khả thi của một số hợp phần của dự án, đặc biệt là việc đầu tư hệ thống thủy lợi cho các vườn cây ăn quả. Đối với tờ trình dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, các đại biểu băn khoăn về điều kiện, tiêu chí, lựa chọn hợp tác xã để hỗ trợ. Với các dự án khác, cơ bản các đại biểu nhất trí với nội dung tờ trình dự thảo đưa ra. Trong chiều nay, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 cũng đã thông qua 3 nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, gồm dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Cạn, Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang, dự án xây dựng tuyến đường Quảng Khê, Khang Ninh, huyện Ba Bể, dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh Hồ Ba Bể. Thưa quý vị khán giả, sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức diễn đàn trực tuyến đối thoại phát triển địa phương năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì đối thoại. Diễn đàn được kết nối trực tuyến với 58 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Hoàng Duy Trinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự diễn đàn tại điểm cầu Bắc Cạn. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những sáng kiến, các giải pháp cho sự phát triển của các địa phương trong điều kiện phải thực thi mục tiêu kép trong phát triển kinh tế và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý cũng đã khẳng định trạng thái bình thường mới đòi hỏi các địa phương thích nghi với những rủi ro ngày càng gia tăng trong quá trình phát triển, nhất là nắm bắt cơ hội trong thách thức. Đây là lúc cần tính đến những vấn đề phát triển kinh tế xã hội không chỉ trong dịch mà cả ngay sau khi đại dịch kết thúc, từ đó có được những kết quả khả quan ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Để làm được những kết quả đó, các chuyên gia tại diễn đàn đối thoại cũng cho rằng trước hết phải nâng cao năng lực quản trị thực thi, biến quyết tâm thành chiến lược chính sách và đưa được chính sách đời sống thực tiễn. Ở cấp địa phương, đó là cần xây dựng hệ thống đánh giá, giám sát khoa học, bài bản, minh bạch việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ. Tiếp đó là quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ, hệ thống thể chế, chính sách phát triển nhân tố con người nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, đẩy nhanh quá trình tăng trưởng xanh để tạo ra nhiều dư địa phát triển mới, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế cũng như nhằm đạt được sự cân bằng hợp lý. Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh,
với 12 định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Văn kiện Đại hội 13 đã bao quát toàn diện các nội dung, lĩnh vực phát triển của đất nước, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường, lan tỏa đến mọi địa phương tinh thần hành động quyết liệt, ý chí quyết tâm thoát khỏi lối mòn để bứt phá, vươn lên một cách mạnh mẽ. Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, đây là lúc cần có tư duy quốc gia và hành động địa phương để các địa phương định vị được mình trong sự phát triển chung của đất nước, có chiến lược phát triển phù hợp với chiến lược tổng thể quốc gia, khắc phục được tình trạng mạnh ai nấy làm, đẩy mạnh kết nối và liên kết vùng. Thông điệp của diễn đàn đối thoại lần này đó là quyết tâm khắc phục cho bằng được tình trạng chậm trễ, yếu kém trong khâu tổ chức thực hiện chính sách. Sáng nay tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn tổ chức khai mạc hội thi pháp luật dân quân tự vệ. Tới dự có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội thi, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là một nội dung quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng, quân sự. Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về công tác quốc phòng quân sự, trong đó có pháp luật về dân quân tự vệ, nhằm không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đối với tỉnh Bắc Cạn, trong những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ luôn thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia công tác vận động quần chúng, xây dựng nông thôn mới, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, bão lũ, cháy nổ và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đối với hội thi, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ban tổ chức hội thi phải làm tốt công tác điều hành, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm khách quan, công tâm, đạt được chất lượng hiệu quả. Đối với các thí sinh phải chấp hành nghiêm quy chế, điều lệ hội thi. Quá trình thực hiện các nội dung thi phải có tinh thần đoàn kết, học tập lẫn nhau giữa các đoàn và các thí sinh. Phấn đấu đạt kết quả cao nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối nội dung thực hành bắn súng ngắn K54. Hôm qua, huyện Ari tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 6 tháng đầu năm, huyện Ari gieo trồng vụ xuân vượt kế hoạch. Lúa mùa sớm đã cấy được hơn 9 hectare, đã gieo mạ đủ cấy cho khoảng 2.000 hectare lúa mùa chính vụ. Diện tích đất ruộng soi bãi đạt 100 triệu đồng một hectare trở lên, đã đăng ký thực hiện được hơn 520 hectare. Trong công tác trồng rừng, nhân dân toàn huyện đã được hơn 105 hectare rừng phân tán. Huyện đã có 22 sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, tại Na Rì xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục ở đàn trâu, bò tại 11 xã thị trấn. Có 110 con trâu, bò của 44 hộ dân bị mắc bệnh. Giai đoạn này, trên cây rong giềng của huyện Bạch Thông có nguy cơ mắc bệnh cháy lá, bệnh thối thân. Do đó, người trồng cần cẩn trọng, chăm sóc để phòng ngừa bệnh hại cây. Diện tích cây rong giềng hiện có của huyện Bạch Thông là hơn 51 ha, so với kế hoạch giao vượt hơn 1 ha. Hiện nay, cây đang ở giai đoạn phát triển thân, lá, củ. Ngành nông nghiệp dự báo thời tiết hiện nay có thể xuất hiện bệnh cháy lá, thối thân, sâu ăn lá, bọ nẹt, gây hại nhẹ rải rác. Do vậy, biện pháp phòng trừ là dọn sạch cỏ dại, cắt bỏ lá già, lá bị bệnh để gốc thông thoáng, hạn chế bệnh lây lan. Đối với bệnh thối thân, cần nhổ bỏ và tiêu hủy cây bệnh kịp thời. Rắc vôi vào đất tại chỗ đã nhổ bỏ cây, phun thuốc theo khuyến cáo của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Bên cạnh đó, người dân cần bón thúc lần hai với những diện tích cây trồng muộn được cây sinh trưởng tốt, kết hợp xới nhẹ, làm sạch cỏ. Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm là một chương trình ý nghĩa, là hướng đi tất yếu nhằm phát triển sản xuất các sản phẩm có lợi thế để gia tăng giá trị nông sản. Tuy vậy, để thực sự nâng tầm được sản phẩm, các chủ thể tham gia chương trình OCOP cần thêm nhiều nguồn lực từ sự hỗ trợ của Nhà nước. Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành là chủ thể tham gia chương trình OCOP nhận được khá nhiều nguồn lực hỗ trợ từ các nguồn vốn trong thời gian qua. Có thể kể đến như nguồn vốn từ dự án xây dựng nhà xưởng sơ chế, chế biến, sân phơi nhà kho cho hợp tác xã nông nghiệp năm 2019-2020, quỹ APIP từ dự án thuộc dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ. Và hiệu quả từ các nguồn vốn cũng thấy rõ khi giá trị những sản phẩm OCOP 4 sao của hợp tác xã không ngừng tăng từ mẫu mã, năng suất lao động, chất lượng đến đầu ra cho sản phẩm. Hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ cho các chủ thể tham gia chương trình OCOP là vậy, nhưng hiện nay không có nhiều chủ thể tham gia chương trình OCOP nhận được hỗ trợ như hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành. Theo thống kê của phòng nghiệp vụ OCOP thuộc Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới Bắc Cạn, toàn tỉnh mới có khoảng 20 trên 76 chủ thể tham gia chương trình OCOP được tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình dự án, nhưng đa phần với quy mô nhỏ từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Toàn tỉnh mới có 4 chủ thể là hợp tác xã Tài Hoan, hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành, hợp tác xã Tân Dân, hợp tác xã Hợp Giang được hỗ trợ với quy mô trung bình. Phát triển sản xuất, mở rộng quy mô, hướng tới nâng hạng sao cho sản phẩm là mục tiêu của nhiều chủ thể. Tham gia chương trình OCOP của Bắc Cạn,
nhưng nội lực thực tế của các đơn vị hạn chế. Do vậy, nhiều hợp tác xã cần thêm nguồn lực của nhà nước. Hợp tác xã chúng tôi thì cũng mong muốn là cái thứ nhất là cải tiến lại cái hệ thống sản xuất và nâng cao cái giá trị sản phẩm lên. Cho nên là chúng tôi cũng mong muốn rằng là có các cơ quan mà giúp đỡ cho hợp tác xã nâng cấp cái hệ thống nồi nấu để nó đỡ chi phí cái tiền điện. Đấy, cái thứ hai nữa là cái nồi cô ấy, hệ thống nó phải to hơn thì nó mới đáp ứng được cái sản phẩm bây giờ. Và cái thứ ba nữa là muốn là cái hệ thống làm viên nén đấy, để cho người sử dụng người ta tiện lợi. Theo Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới Bắc Cạn, hơn 3 năm qua, ngân sách dành cho chương trình ô cốp của tỉnh là hơn 50 tỷ đồng, đã bao gồm nguồn trực tiếp cho chương trình và nguồn lồng ghép từ các chương trình dự án khác. Với sự phát triển mạnh mẽ của chương trình ô cốp những năm qua, thì nguồn lực này mới đáp ứng khoảng hơn 60% nhu cầu thực tế. Trong thời gian vừa qua thì những cái dự cơ bản thì cũng đã đến giai đoạn rồi, cũng có thể nói là những cái nguồn vốn đã cơ bản là được các chủ thể tiếp cận. Tuy nhiên là đối với các chủ thể của chúng ta, do cái điều kiện chúng ta cũng ai đã biết là do xuất phát điểm chúng ta cũng còn hơi thấp, cho nên là cái nhu cầu mà của các chủ thể cũng còn rất là lớn. Cho vậy ngoài những cái, cho nên là cái nhu cầu lớn, cho nên là cũng cần phải có cái sự hỗ trợ để các chủ thể có thể phát triển hơn. Bắc Cạn hiện có 131 sản phẩm ô cốp, trong đó nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương được công nhận 3 sao nhưng quy mô nhỏ, chế biến sâu chưa nhiều. Do vậy, việc hỗ trợ đúng mức cho những sản phẩm tiềm năng trở thành sản phẩm chủ lực của tỉnh vươn xa đến các thị trường lớn trong cả nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn phát triển trong thời gian tới là điều cần thiết hiện nay. Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với ngành y tế các địa phương hướng dẫn tiêm chủng các loại vaccine phòng COVID-19. Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn tiêm chủng 3 loại vaccine phòng COVID-19, bao gồm vaccine Comirnaty do Pfizer-BioNTech sản xuất, được Tổ chức Y tế Thế giới thông qua chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Vaccine COVID-19 Moderna của hãng Moderna, Mỹ, đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp ngày 18 tháng 12 năm 2020 và được WHO thông qua sử dụng trong trường hợp khẩn cấp ngày 30 tháng 4 năm 2021. Và vaccine COVID-19 Verocell bất hoạt do Trung Quốc tài trợ. Theo chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc vừa được phát động, công tác tiêm chủng luôn quán triệt đảm bảo tỷ lệ bao phủ và an toàn tối đa cho người tiêm chủng. Tiêm đến đâu, an toàn đến đó, thiết lập giám sát chất lượng vaccine, thành lập tiểu ban giám sát chất lượng tiêm chủng để giám sát mọi hoạt động của quy trình tiêm chủng từ vận chuyển, bảo quản, phân bổ và tiêm chủng. Thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo đã được cấp ủy chính quyền các cấp huyện Chợ Đồn triển khai sâu rộng, hiệu quả với nội dung hình thức ngày càng đa dạng, phong phú. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, phong trào dân vận khéo đã tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là vườn bí đao của gia đình chị Phan Thị Loan ở thôn Nà Cà, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn. Vốn là đất trồng lúa thiếu nước nên năm nào lúa cũng kém phát triển, hiệu quả kinh tế kém. Năm 2020, cán bộ xã tuyên truyền vận động gia đình chị Loan chuyển đổi trồng cây bí đao. Cuối năm thu hoạch cuối vụ, hơn 1.000 m² của gia đình chị thu hoạch được hơn 3 tấn bí. Năm nay, cây bí thơm tiếp tục mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Năm ngoái đã làm một lần rồi, thì năm nay chị lại tiếp tục thực hiện cái mô hình này. Thế hiệu quả chị thấy thế nào ạ? Hiệu quả thì năng suất cao hơn với lại cây lúa. Cách chăm sóc có khó không ạ? Cách chăm sóc thì cũng bình thường thôi, tức là chỉ là lấy phân bón lót xong là trồng xong lại lấy phân vào bón tưới nước, thế thôi, cũng đơn giản thôi. Chị đi giao cho các quán ăn thì là mỗi cân là được 10.000. Thực hiện đề án số 06 ngày 14 tháng 12 năm 2017 về nâng cao hiệu quả phong trào dân vận khéo, huyện ủy Chợ Đồn đã chủ động tổ chức đăng ký, tổ chức thực hiện các mô hình phù hợp gắn với nhiệm vụ chức năng của tập thể cá nhân. Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã có hơn 900 mô hình đăng ký thực hiện, trong đó lĩnh vực phát triển kinh tế chiếm hơn 40% số mô hình.
Nét nổi bật trong thực hiện dân vận khéo ở lĩnh vực phát triển kinh tế tại huyện Chợ Đồn là nhiều cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo việc đăng ký các mô hình, bám sát các nội dung phong trào, đổi mới phương pháp vận động nhân dân. Do đó, từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Hội nông dân xã Bằng Phúc là một trong những tập thể điển hình khéo vận động nhân dân tham gia thực hiện phát triển kinh tế bền vững. Trong đó, mô hình nuôi trâu bò vỗ béo đã nhận được sự hưởng ứng cao của nhân dân. Tổng đàn gia súc của xã thì vẫn thăm nắm và cũng có ý kiến chỉ đạo, có thôn báo cáo lên thì hoạt động cái nuôi bò nhốt thì cũng có hiệu quả kinh tế, đem hiệu quả kinh tế cho gia đình họ cũng khá cao. Chúng tôi cũng rất ghi nhận là những cái mô hình mà trực tiếp là các mô hình của những người uy tín hoặc là như đồng chí cán bộ đảng viên rồi đoàn viên hội viên đăng ký thực hiện, trong đó có các mô hình rồi phát triển kinh tế giảm nghèo rồi giúp đỡ nhau trong cái điều kiện khó khăn. Thì vào khoảng trung tâm khoảng tháng 10 thì là ban dân vận sẽ tham mưu tổng kết đánh giá các mô hình đánh giá hàng năm và họp ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở và dân vận khéo thì họp để đánh giá các mô hình thực hiện, rồi từ những cái đánh giá kết quả thì sẽ là giới thiệu các mô hình trên phạm vi toàn huyện. Giai đoạn 2018-2020, huyện Chợ Đồn có 40 mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực phát triển kinh tế được công nhận và biểu dương. Huyện Chợ Đồn đang tiếp tục duy trì những mô hình dân vận khéo đã có hiệu quả, đồng thời giới thiệu nêu gương người tốt việc tốt, các mô hình điển hình dân vận khéo ở lĩnh vực kinh tế, để từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị khán giả, bằng ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu, gia đình anh Hoàng Văn Tuy ở thôn vùng cao Lủng Phạc, xã Cổ Linh, huyện Bắc Nạm, dám nghĩ, dám làm, thay đổi tư duy, vay vốn, phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, từ chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là khu chăn nuôi tách biệt với hai khu chuồng lợn, một khu chuồng trâu, bò của gia đình anh Hoàng Văn Tuy ở thôn Lủng Phạc. Anh cho biết, bắt đầu từ chăn nuôi từ những năm 2008, nhưng khi đó chăn nuôi nhỏ lẻ. Đến năm 2011, gia đình nhận thấy chăn nuôi lợn thịt cho hiệu quả kinh tế cao. Gia đình mạnh dạn vay vốn để đầu tư hai khu với 30 chuồng để chăn nuôi lợn theo quy mô khép kín. Nhờ ham học hỏi nên đàn lợn gia đình phát triển tốt. Có những thời điểm đàn lợn lên đến 70 con lợn thịt với giống lợn nạc có chất lượng thịt ngon đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ngoài ra anh còn nuôi trâu bò vỗ béo, mỗi lứa vỗ từ 6 đến 7 con. Do đó đem lại cơ ngơi khá cho gia đình. Đầu tiên lợn, bây giờ chuyển sang bò, vay tiền với làm nuôi dần từ làm dần thôi mà, tùy từng năm rồi, năm nào được nhiều thì được nhiều, năm nào được ít thì ít. Thế trung bình là còn đồng nhập của mình hơn 200 tí. Đa số hộ dân ở trên thôn Lủng Phạc này thì cũng đầu tư vào mô hình sản xuất chăn nuôi lợn cũng như là chăn nuôi bò sinh sản, và đặc biệt là ở đây có hộ anh Hoàng Văn Tuy ấy, thì những năm gần đây thì cũng dám mạnh dạn đầu tư vay vốn từ ngân hàng, nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư chăn nuôi lợn sinh sản cũng như là trồng cỏ để chăn nuôi bò vỗ béo. Thì đến thời điểm này thì hộ gia đình cũng thu nhập cũng khá là ổn định và xây được cơ ngơi cũng khá là cơ bản. Nhạy bén với cơ chế thị trường, đặc biệt khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, giá lợn thực phẩm giảm, gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình chăn nuôi lợn thịt sang chăn nuôi lợn nái với 38 con lợn nái giống địa phương và giống lợn lai, 3 con lợn đực. Để đảm bảo, gia đình chia làm các khu vực nuôi lợn nái sinh sản, khu nuôi lợn con sau khi tách mẹ để đàn lợn được phát triển đồng đều, vừa thuận tiện trong việc cho ăn, dọn vệ sinh. Quan trọng nhất là khâu khử trùng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, giữ nhiệt độ phù hợp. Đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn của lợn mẹ, lợn con lúc mới sinh. Ngoài ra, gia đình kết hợp nấu rượu, trồng cỏ để có nguồn thức ăn đảm bảo cho chăn nuôi. Có nền tảng kiến thức, kinh nghiệm từ thực tiễn, gia đình anh Tuy luôn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ có nhu cầu phát triển chăn nuôi. Đặc biệt, nhiều năm qua, hộ gia đình anh luôn đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi để bà con trong thôn học tập và làm theo. Chương trình thời sự tối thứ ba của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.